Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày mất của vị hoàng đế yêu nước Hàm Nghi, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin hân hạnh giới thiệu cuốn sách mới Vua Hàm Nghi Hồi ức con đường MBA. Ấn phẩm là công trình đầy tâm huyết của ông Gera Sapuy, kể về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở Algeria từ lúc bị đưa đi đày đến lúc mất. Với sự cảm mến đặc biệt về vua Hàm Nghi, ông Gera Sapuy đã dày công sưu tầm tranh của nhà vua, cũng như tìm kiếm những thông tin trong các nguồn thư tịch, tư liệu, sách báo tiếng Pháp có liên quan đến vua Hàm Nghi để viết nên ấn phẩm này. Nhờ sự kết nối của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, một người cũng rất say mê nghiên cứu về vua Hàm Nghi, nhân dịp giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung sang công tác tại Pháp và dự buổi triển lãm nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi, ông Hoàng xứ Trung Kỳ 1871-1944 tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, ông Gera Sapuy đã gửi bản thảo và đề xuất được in tại Việt Nam. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận thấy cuốn bản thảo này có nhiều thông tin tư liệu lịch sử có giá trị về cuộc đời nhà vua yêu nước Hàm Nghi, nên đã sớm bắt tay biên tập để kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày mất của nhà vua. Kính thưa quý độc giả thân mến, vua Hàm Nghi là vị vua thứ 8 của triều Nguyễn, là một trong những vị vua yêu nước nổi tiếng, người đã khởi xướng phong trào cần vương chống thực dân Pháp xâm lược. Làm vua chưa được bao lâu, kinh thành Huế thất thủ vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng 7 năm 1885, khi Tôn Thất Thuyết cho quân lính tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa khâm sứ Huế. Bằng vũ khí tối tân, quân Pháp phản công lại, quân ta phải thua chạy. Trước tình thế nguy khốn như vậy, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng rời kinh đô Huế chạy ra Sơn Phòng, Tân Sở, Quảng Trị. Tại đây, ngày 13 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi đã hạ chiếu cần vương lần thứ nhất. Ở Quảng Trị một thời gian để tránh sự truy lùng gắt gao của quân Pháp, Tôn Thất Thuyết lại đưa Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng, Ấu Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại đây, Hàm Nghi lại xuống chiếu cần vương lần thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 1885. Hai tờ chiếu này tập trung tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến giúp vua bảo vệ quê hương đất nước. Hưởng ứng chiếu cần vương, nhân dân và sĩ phu cả nước liên tiếp đứng lên cầm vũ khí. Thực dân Pháp vô cùng lúng túng và tìm cách bắt cho được vua Hàm Nghi. Sau hơn một năm truy tìm khắp các căn cứ nhưng vẫn không bắt được nhà vua. Cuối cùng, người Pháp dụ và mua chuộc được hai tên hầu cận của nhà vua là Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc. Khi bị phản bội bởi Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tình, vua Hàm Nghi bị bắt và được đưa về Huế. Đó là đêm ngày 30 tháng 10 năm 1888, lúc mọi người đang ngủ say. Đa số người Việt biết về những sự kiện lịch sử này và luôn dành sự kính phục đặc biệt cho nhà vua trẻ. Linh hồn của phong trào cần vương, nhiều sách sử chép lại câu nói nổi tiếng của vua khi ngài bị bắt. Ngài chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà mắng rằng: "Mi giết ta đi còn hơn là mi mang ta nộp cho Tây." Cuối năm 1888, người Pháp đã đẩy nhà vua sang Algeria, một thuộc địa của Pháp. Cuộc đời của nhà vua Hàm Nghi ở đất nước Algeria xa xôi tiếp tục với nhiều sự kiện sống động trải dài 55 năm ngài sống ở đất nước Bắc Phi này. Những thông tin về những năm tháng lưu đày bó buộc của vua Hàm Nghi không được giới sử gia và người dân Việt hiểu biết một cách đầy đủ. Ấn phẩm Vua Hàm Nghi Hồi ức con đường MBA đã làm sống lại ký ức của một vị hoàng đế nước Việt bị lưu đày biệt xứ. Tác giả Gera Sapuy đã sâu chuỗi nhiều thông tin một cách khoa học và có logic để tái hiện chân dung và tâm hồn yêu nước, ý chí bất khuất cũng như sự tôi luyện trong nhiều nghịch cảnh để rồi trở thành uyên bác ở các lĩnh vực mà vua Hàm Nghi hướng đến. Cuốn sách như bàn tay thần kỳ xua đi lớp bụi thời gian đưa ta về quá khứ, bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 1888 khi cựu hoàng Hàm Nghi bị bắt và được đưa đến Turan, Đà Nẵng ngày nay. Lộ trình hàng hải gian truân của cựu hoàng Hàm Nghi kéo dài từ ngày 24 tháng 11 năm 1888 lên pháo thuyền La Comète tại cảng Turan, 15 ngày quản thúc tại Sài Gòn, sau đó lên tàu vận tải Biên Hòa tại cảng Sài Gòn ngày 13 tháng 12 năm 1888. Lênh đênh trên biển cho đến ngày 14 tháng 1 năm 1889, tàu đến cảng Anje. Hơn một tháng trên hai con tàu qua một con kênh xuyên qua ba nền văn hóa châu Á, châu Phi và châu Âu, bốn con biển khắc nghiệt là Biển Đông, Ấn Độ Dương, Biển Đỏ, Biển Địa Trung Hải và tám cảng
để trao đổi số phận của một đấng vương quyền đất Việt thất thế xa cơ. Một chuyến đi mà tác giả đã dùng một từ rất hay và rất hợp với cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là chuyến đi không có vé khứ hồi. Toàn bộ cuốn sách gồm 15 chương, chỉ có chương 1 là nói về thân thế và sự nghiệp của vua Hàm Nghi trước khi đi đày, với những chi tiết mà nhiều cuốn sử khác đã từng đề cập đến. Tuy nhiên, cũng có một số chi tiết mới thú vị, như tác giả đề cập đến việc học của vua Hàm Nghi trước và trong thời kỳ làm vua, việc học hành của vua trong những năm tháng lưu đày. Trong chương này, tác giả còn nhắc đến người vợ và người con trai của vua khi ngài còn ở Việt Nam. Hai nhân vật này cũng rất ít được nhắc đến trong các sách sử trước đó. Từ chương 3 đến chương 15, tác giả giúp người đọc tường tận về nhiều mặt cuộc sống trải dài 55 năm trên đất khách quê người của cựu hoàng. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rồi thời gian trôi đi, nhà vua bắt đầu gia nhập vào cuộc sống thượng lưu ở Angers. Những thông tin về cuộc hôn nhân của vua Hàm Nghi với cô Marcella Lo, con gái của chánh tòa thượng thẩm ở Angers, cũng như về ba người con từ cuộc hôn nhân này. Thêm nữa, những cơ duyên đã đưa vua Hàm Nghi trở thành một nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia, họa sĩ nổi tiếng. Có thể nói, chính điêu khắc, hội họa và một gia đình nhỏ cùng ba đứa con thành tài đã giúp vua Hàm Nghi khuây khỏa phần nào nỗi đau của người mất nước và tăng thêm nghị lực để sống trong những năm tháng lưu đày dài đằng đẵng ở xứ người. Tất cả các thông tin đó được tác giả giới thiệu chi tiết, đi kèm là những hình ảnh chụp nhiều tài liệu của chính quyền thuộc địa đã được giải mã và hàng trăm bài báo liên quan được xuất bản thời đó nói về vua Hàm Nghi và gia đình của nhà vua. Nếu chúng ta đã từng kính phục vua Hàm Nghi khi đọc những trang sử về phong trào Cần Vương, thì khi đọc cuốn sách này, chúng ta càng ngưỡng mộ về tài năng nghệ thuật của ngài và khâm phục tinh thần vượt khó vươn lên trong nghịch cảnh để trở thành một họa sĩ tài năng, một nhà điêu khắc, một nhiếp ảnh gia. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cựu hoàng luôn hướng về quê hương với tình yêu và nỗi nhớ và niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Hơn 300 trang sách tuy chưa phải thật dài so với cuộc đời nhiều sự kiện, nhiều biến động của vị hoàng đế yêu nước trong lịch sử Việt Nam, nhưng cuốn sách đã giải đáp được hầu hết các câu hỏi mà nhiều người ngưỡng mộ vua Hàm Nghi muốn biết một cách thấu đáo. Cuốn sách là một kho tư liệu lịch sử quý báu cho những ai muốn nghiên cứu sâu về cuộc đời vua Hàm Nghi, đặc biệt là đoạn đời lưu đày của ngài ở đất nước Algeria xa xôi.